39 xe cứu thương tới hiện trường hai tàu hỏa đâm nhau thảm khốc. Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa ở thành phố Zaghari phía bắc Cairo, Ai Cập. Ít nhất 3 người, hai đoàn tàu chở khách đã va chạm ở đồng bằng sông Lin ở Ai Cập, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Vụ tai nạn xảy ra hôm 14 tháng 9 tại thành phố Zaghari, thủ phủ của tỉnh Saraguia, cơ quan đường sắt của nước này cho biết. Bộ Y tế Ai Cập xác nhận 49 người khác bị thương trong vụ việc. Theo cơ quan đường sắt Ai Cập, vụ tai nạn này xảy ra ở thành phố Zaghari, có hành trình từ Zaghari đến Ismandia, và tàu chở khách số 336 đi từ Mansoura đến Zaghari. Thông báo của Bộ Y tế và Dân số cho biết 39 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn, nhằm sơ tán những người bị thương đến các bệnh viện đại học Anara và Zaghari để chăm sóc y tế. Bộ Y tế Ai Cập cũng cho biết tình trạng sức khỏe của 44 người bị thương đã ổn định và sớm được xuất viện, trong khi 5 người còn lại có tình trạng không ổn định cần được theo dõi thêm. Phát biểu trên kênh truyền hình Channel TV, Thống đốc tỉnh Saqqara Harem al-Asundi cho hay tất cả hành khách đã được sơ tán khỏi hai đoàn tàu và giới chức trách đang nỗ lực khôi phục hoạt động của tuyến đường sắt. Theo Erera, Bộ trưởng Công nghiệp và Giao thông Vận tải Kamel Enarit và các quan chức cấp cao ERA cũng đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo công tác cứu hộ. Bộ trưởng Enwarin cũng đã chỉ thị thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia đường sắt để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Các vụ chật bánh và tai nạn tàu hỏa thường xảy ra ở Ai Cập, nơi hệ thống đường sắt cũ kỹ cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng quản lý yếu kém. Trong những năm gần đây, chính phủ đã công bố các sáng kiến nhằm cải thiện hệ thống đường sắt. Năm 2018, Tổng thống Ande Farad Sidi cho biết cần 8,13 tỷ USD để cải tạo đúng cách mạng lưới đường sắt bị bỏ quên này. Tháng trước, một đoàn tàu đã đâm vào một chiếc xe tải đang băng qua đường ray xe lửa ở tỉnh Alexandria bên bờ Địa Trung Hải, khiến hai người thiệt mạng.